Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi 1, trang 31, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được. Để trả lời được câu hỏi này, ta cần đọc lại lý thuyết mục 2 nhỏ, nitơ trong đất, trang 28. Sau đây là lời giải chi tiết. Có hai dạng nitơ trong đất. Thứ nhất là nitơ khoáng, hay còn gọi là nitơ vô cơ, có trong muối khoáng. Thứ hai là nitơ hữu cơ trong xác sinh vật, động vật, thực vật, vi sinh vật. Dạng nitơ mà cây hấp thụ được là nitơ khoáng, NH4+ và NO3-. Cây không trực tiếp hấp thụ nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. Cây hấp thụ được dạng hữu cơ đó sau khi nó được biến thành nitơ khoáng nhờ các vi sinh vật đất khoáng hóa. Như vậy, chúng ta đã trả lời xong câu hỏi 1, trang 31, sách giáo khoa sinh học lớp 11.